bảng xếp hạng doanh số tháng 7 vừa qua của BBT, Lotus Soup đã xuất sắc đạt top 4 doanh thu tốt nhất. Sau thành công giữ vững top 4 doanh số đại lý BBT, ông chủ Lê Duy Khánh chưa bao giờ có khái niệm ngừng nghỉ. Bên cạnh việc giảng dạy tại trường nghề quân đội, anh miệt mài tìm hiểu về marketing, quảng cáo online để giúp ích cho việc kinh doanh thực phẩm bổ sung. Anh Khánh luôn chủ động cập nhật những thông tin kiến thức do CEO Duy Nguyễn chia sẻ trên các kênh truyền thông của công ty. Nhờ vậy, Lotus Soup luôn cung cấp đến khách hàng những thông tin mới nhất liên quan đến tập luyện và sử dụng thực phẩm bổ sung. Đam mê thể hình chính là sức mạnh để anh quyết tâm thử sức với công việc kinh doanh thực phẩm bổ sung. Ban đầu, anh chỉ là cộng tác viên bán hàng online cho BBT, nhưng giờ đây anh đã trở thành đại lý chính thức của BBT với thành tích xuất sắc. Lotus Soup tỏa sáng giống như bông sen vàng trên logo thương hiệu. Liên tục từ tháng 4 đến nay, đại lý Lotus Soup đã đạt top 4 về doanh số bán hàng đại lý BBT. Trên mảnh đất miền Trung gian nan, việc kinh doanh một thực phẩm mới như thực phẩm bổ sung thể hình quả là không hề đơn giản. Vậy mà Lê Duy Khánh đã làm được. Lotus Soup, đại lý xuất sắc nhất miền Trung, đã và đang quảng bá cung cấp dòng sản phẩm vô cùng mới lạ đến tay người tiêu dùng xứ Nghệ. Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, ông chủ Lê Duy Khánh đã xây dựng từ những điều nhỏ nhất. Trước hết, bản thân anh là người tập gym và trực tiếp sử dụng để cảm nhận lợi ích mà sản phẩm thực phẩm bổ sung mang lại, giúp anh xây dựng một thân hình cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh. Bên cạnh đó, anh còn tích cực luyện 600 số hỏi đáp thể hình do Duy Nguyễn và Hương Trần thực hiện để có thêm kiến thức về dinh dưỡng tập luyện và các sản phẩm thực phẩm bổ sung. Gom góp tất cả những kinh nghiệm và sức mạnh thể hình vốn có, anh Khánh đã xây dựng nên một Lotus Soup uy tín trên mảnh đất quê hương. Với bản chất hiền lành, nhiệt tình tư vấn, anh đã nhanh chóng lấy được niềm tin của khách hàng. Trong tương lai, anh Khánh muốn hình thành một hệ thống đại lý cấp 2 dưới sự dẫn dắt của Lotus Soup. Chúc bông sen của Lotus Soup sẽ nở rộ hơn nữa trên khắp mảnh đất Nghệ An. Chúc Lê Duy Khánh luôn giữ vững định hướng thể hình đích thực để đi đúng con đường mà anh luôn hướng tới, gym phục vụ cuộc sống. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam.